Chào mọi người đã trở lại trên Nóng Bình ạ. Ok các bạn ơi, hôm nay chúng ta thực hiện đường đua đó chính là cuộc solo giữa quả Charizard và quả Donegro nha mọi người. Donegro là cái quả gọi là của con Lunala kết hợp với lại con Negro Jetma đó, thì sẽ là quả đâu nha mọi người? Mọi người trả lời sai khá là nhiều á. Ủa quả gì chú An? Đây là đâu? Đây là quả đâu gọi là Donegro, nó kiểu như là nó tiến hóa dạng bóng tối đó các bạn. Kiểu một kiểu kết hợp với Lunala cộng với lại Negro á, còn ban ngày là gọi là cái con đó là hình như là đâu với lại đớt mọi người. À ban ngày là đớt. Đớt với lại đâu? Đấy, cái là hai dạng đặc biệt của nó. Lunala là con Jetrom hả? Ok. À, đúng rồi, nó có hai cái tay bự nè. Ok, được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện thử thách đập hai quả bóng này slow với nhau. Để xem hai quả bóng này cái nào quả nào ra xịn hơn. Và trước khi video bắt đầu thì mọi người đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký. Cùng quên là bấm cái chuông nữa nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ solo và phục thủ nút phòng trước mọi người ạ. Let's go. Yeah. Mọi người ơi, nhớ ủng hộ YT bằng cách bấm hit số 2 nha. Hôm nay YT sẽ thắng tiếp cho coi. Trời ơi, bị mơ hay gì? Thắng một lần đừng cứ mơ mà thắng thêm một lần nữa. Chẳng qua chó ngáp hay rồi thôi. Con rùi bữa hơi bự. Rồi đâu mà hay ui, mà ngáp thấy chưa? Charizard là phải ra Charizard Ultra ngay lập tức là mọi người. Đó, Ultra Mega. Đấy, phải đặc biệt như vậy mới bro. Ôi rồi, mình sẽ cất cái con mèo ra đây. Đấy, cho lên vị trí đầu tiên luôn. Ultra Mega thì phải đặc biệt chứ đúng không? Ừ, mình sẽ đập tiếp nào. Ê, thấy chưa? Rodon nữa nè. Rodon. Đó, để đội hình này lên thì không phải ngán đứa con nào, bốt con thằng nào hết luôn. Toàn là con dị như thế này. Trời ơi. Tí mình sẽ đập nó biết thế nào là mùa lễ độ. Anh đâu nha, đừng có gáy. Gáy sớm là thua. Gáy sớm, gáy sớm là biết mình thắng rồi, đội hình quá là mạnh mẽ. No, YT sẽ thắng trong trận này hôm nay, cho anh coi. Ôi, Lunala đánh thế này hay chưa? Từ, nãy giờ qua được hai con mà núp mới được con. Ôi, chai giá hay chưa? Ủa đâu rồi? Bay luôn đi con ơi, bay luôn. Trời ơi, nó sẽ bám bóng kìa mọi người, sẽ bám thấy bắt mực không? Trời ơi, đã có đầu đôn chưa? Đâu đó anh gì một tí một hồi, mình cũng chỉ chơi một con xịn thôi. Khởi đó, chơi hôn đội hình luôn mày, chơi đi không gian hả? Không. Chơi một con xịn thôi, chơi full đội hình không vui. Nó sợ thua quá, nó chơi cái đó mọi người ạ. Nó chơi mình ra con xịn liên tục nè. Bắt đầu sợ, chơi kiểu chơi chiến thuật là nhục. Ủa, vậy đây mới là hai con xịn mà. Như vậy thì quýnh nhau full đội. Ủa, anh có chân Lunala chưa? Ừ, đó, sao ấy? Có được hai con Rodon rồi này. Rodon từ với đây cũng xịn. Rodon đất nét này, Rodon đất nét xe này với lại con thường này. Hơi bị xịn luôn. Đó, nữa đây. Đây, đây qua da này. Đợi. YT có con rồng rồi. Ui, đẹp hay chưa? Ủa, tưởng như YT không có hả? Hình như núp nâng cấp của mình hay sao á trời. Nó ngồi nó liếm con. Thôi con đây qua da có qua đây sao các bạn? Có này không? Từ, đợi xíu, sớm muộn cũng ra. Nè, có con này không? Được, gãy to vô, mình chơi full đội hình mà, mình gãy to vô. Nhưng mà YT nói rồi, chơi một con xịn thôi nha, không chơi chân gian nha. Trời, sẽ thua mọi người, mình chơi full đội hình, mình quá VIP pro nên nó sẽ thua. Nè. Bankia nè, YT có Bankia nè. Đây có da nữa này. Ui, gieo đơn, đắt nét, xin lỗi, YT cũng có rồi nha. Alo. Mày alo vô đi con. Alo. Mày chế hùa thôi, mày không hay quýnh lại tao đâu. Mày con nào cũng chạy thôi. Alo. Trời ơi, con này nó nói cái gì vậy trời. Trời ơi, con này nó đọc rap gì. Bla bla. Rồi, chạy giác nữa nè các bạn. Nó ra hồi tiếng mình kêu nó là đau đồn luôn á. Ê, quanh đợi với tí đạp chứ coi đi đâu chảnh sớm chạy ăn gian đúng không? Gian gì tao đạp giác. Trời ơi, đã hai con chạy giác một lượt luôn nè. Tao đập bro quá, giờ mày còn dưới đáy xã hội tao còn không thấy mày đâu luôn đó. Tao giờ tao đi tới cái bực nào giờ tao không thấy mày đâu luôn, mày đáy xã hội nào rồi đó. Trời, từ đi. Trời, mày tuốt luôn cái đáy này luôn, cái đáy này sâu quá, không thấy là cái đáy này hơi bị sâu luôn á. Trời đi, nãy giờ mới tới được luôn mọi người ạ. Ở cái đáy xã hội này quá là sâu luôn. Mày đó, mày mò cua bắt ốc hả? Này, đô đó. Ơi tính là mình hồi bữa mình không có duyên với lại con mới thôi. À đâu, bữa mình được mới mà. Charizard robot cũng được nhưng mà phải sao cơ?
Chị nó này trời, con Zikari nó nhỏ, trời như con kiến luôn. Tabu Coco. Oh my god. Oh my god. Ôi trời đất nè. Ôi trời đất nhiều dữ hôm nay ba con luôn, cái đường ngu của nó đúng là nó ngồi là nó chiếm hữu luôn mọi người. Chiếm hữu spotlight luôn sao? Nó ra liên sọc luôn. Trời ơi cái đất nữa sao mà. Tụi may mắn đã chạy về hướng này rồi. Mày chơi nha, mày bỏ bóng luôn đó. Sao mày có thể vượt bằng ta được? Ủa, người ta quá may mắn, người ta không đủ loại hình rồi, cần gì thế? Mày gáy bẩn vô. Ôi, con chú Hà nữa nè. Lula đâu, trời ơi, không thấy con Lula đâu hết trơn luôn kìa. Châu đông. Gâu con khỉ á. Gâu, 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 gâu thì ta mới đậu một lần. Mày đậu vô, mày đậu vô. Trời ơi, cái mình ra toàn con cùi không vậy ta. Bực mình thấy nhờ chơi một đội hình vuông đâu đơn luôn. Xin gu leo. Xin gu leo. Con vô, con chơi rách này gì ra mà thấy là nhảy lên đời vậy. Không thèm. Trời ơi, rách nữa này vậy nó thường luôn nè. Cho mày đi luôn, cho mày về luôn. Đi luôn ơi. Rồi. Ôi, mình đập đây, mình đập đập hai quả này solo với nhau, hai quả này solo với nhau. Nó kỳ hệ quá, cái đường đua bờ rồ quá, mấy con cùi này mà. Trời đến cuối đường luôn mọi người. Trời ơi. Cuối đường luôn ra con tàu lao không. Ui, giờ mới đang chết rồi. À đúng rồi, hôm nay biết mình chơi con nào đâu các bạn ơi. Ui, à, hai câu liên tục luôn. Hai câu liên tục luôn. Ôi trời, ba câu liên tục luôn, cái gì vậy? Không chơi vậy, con nghĩ là con trai vậy, vậy thì có ba con đó. Trời ơi, có ba con vậy. Mỗi người chọn một con, chọn con gì chọn chứ. Không chơi con nói trên trang vậy. Vậy sao không chơi nó, con nào người hết chơi, nào người chơi. Con nó mạnh lắm. Không có vụ đâu, người đó chơi nào không, chơi. Mình chơi một con xịn thôi hả? Thì một con xịn. Thì một con xịn, ứng chân nào chơi. Ê, vậy là quanh không được chơi con đâu đó, không được chơi đeo da nha. Rồi luôn, một con, mỗi đứa một con. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chọn cái con mà xịn nhất nè. À, con 754 mà. Ok, con này đi. Con này Dragon Ridge. Ui, hồi kêu cùi quá. Dragon Lao, cùi luôn. Đây rồi, vô đội hình. Ok, chứ không thấy mà like không cho mấy con xịn. Một con mới được chọn con này. 100 nè. 100 nè, 70 nè. Trời ơi, 70 mấy con chục nó quýnh chết mà. Hai con banh kia được không ta? Rồi. Thôi đừng ăn gian nha. Ê, VT có một con banh kia rồi. Con này, ao à. Ui, con này 4 kill luôn cũng được ấy. Ui, con này Spice Rain nè. Con này Spice Rain, what the fuck. Ok, đổi đi, con này, đổi luôn. Được rồi. À, con nào nữa nhờ? Đây luôn, tiếp tục con thứ hai, ba. Đó, mình chơi vui đội hình thế này cũng được. Vui đội hình gì? Vậy, vui đội hình đừng chơi. Đừng gian nha. Vậy thì con chơi con Thanuros nè. Ừ, gáy đội hình lên nó nghe coi. Đây, DNC nè, Tabufini nè. Chơi là con giảm không á, qua đừng ăn gian nha. Ok, ok. Đẳng cấp Pro VIP đi. Chấp núp luôn. Đấy, toàn mình chơi mấy con bình thường luôn mọi người. Núp làm gì có tủ quýnh với mình. Chơi con này luôn. Đánh con này kìa. Mình thở con Thanuros đi ta. Rồi, vậy là ok luôn mọi người. Đánh cái này cho nó ngầu. Rồi, cúp cái bao tay xịn sò ra. Đeo lên tí Dynamax lên. Quýnh cho nó dữ. Ai da, không có đối thủ rồi. Mất ngủ vì không có đối thủ các bạn ơi. Rồi, mày mới giờ mày quăng cái con này mày khè tao hết lắm. Được rồi, ta cho con này cho tao quýnh mày biết hay là mùa đời. Greninja nè, đập luôn cái con. Ghê vậy, ghê vậy, có Greninja này luôn hả? Mày tuổi nè, ăn đi. Con kêu gì đây? Ai sợ quá cơ, ra đây, chắp luôn nè. Giật điện. Ông chua không xài điện. Ây da. Wow, con này, ủa? Con này quá tờ, sợ điện mọi người, mày giật điện mất lượt luôn á. Sắp bé phết luôn kìa. Ui, ngon lành. Trời ơi, chưa dính bấm lộn luôn. Ủa gì vậy? Ủa sao VT bị... Ủa nó bắt đổi đội hình hay gì vậy Quang? Đúng rồi, quýnh cái bắt đổi kìa, sử dụng voice switch mà. Rồi, con này, con này, chị đây, con Tao Vini nè. Nice slash nè, chết luôn. Chết luôn, chết rồi, chị bấm tốt gì nghe nè. Đèn thế nhờ. Được rồi, chó con cả trận.
kiến con chứ. Ôi có chịu coi Envo đó mọi người ạ. Ôi có... Ủa gì vậy, không thấy cái gì vậy anh con? Được rồi, đây là chơi bí thuật. Con gì của anh, nó đang đứng ở đâu vậy? Bí thuật đặc biệt, đây là chơi bí thuật đặc biệt. Trời ơi, nó như cái con kiến vậy. Đây là bí thuật đặc biệt, chuẩn bị coi nè. Trời ơi, nó đứng dưới chân của Hoàng như con kiến luôn. Ơi, ông đây không xin nhơi mọi người, ông đây kỳ, ông đây cái trang của nó ra kêu vậy. Trời ơi, xin lỗi nha, đội hình của Gia Ti cận bờ mà hơi bị xịn. Trời ơi, không ép phết không mọi người, quýnh không vô đam luôn. Đậu xanh cái con khứa này. Bố của sao lao nữa. Phong mà lai nè. Trời, cái chiêu kêu quên chứ. Mấy cái chiêu này là không xin nhơi mọi người, con này hệ tiên mọi người ơi. Ngon lành. Chết rồi, đến hệ tiên không được rồi, không được rồi, ổn rồi. Ngon lành, trời quả... ơi, với tiên chọn đội hình tầm bậy tầm bạ, ngon. Chắc là Bakia ra rồi, mọi người ơi. Bực mình ghê, nó chơi cái bộ ba. Bakia là hệ nước. Bộ tứ trong cái khu rừng này mọi người á. Ui, ủa sao cái con này mạnh dữ vậy? Ai con này quýnh không được luôn mọi người. Đấy, đây phết luôn, chết rồi nãy mình quýnh đàn chiêu rồi. Không ấy phết, mình toàn là hệ rộng không mọi người á. Quýnh không xin nhê không à. Quá mạnh rồi. Chết rồi. Nãy giờ chết không, nhưng mà mình không thể nào, lơ là được. Cái con Zero Moon Cha ra nó giết hết đội hình của chán mình. Chán ghê chưa mọi người, nãy cho chiêu Raw là được rồi. Chán thật sự luôn. Giờ còn mấy cái chiêu này không à, không ổn rồi. Không ổn rồi, trời đất ơi. Hôm nay bị ngu, mình quýnh tào lao quá các bạn. Mình kinh thượng lắm quá. Thôi kệ đi, chấp cũng được. Chấp tí thôi, bị căng. Chấp xíu thôi. Được, mình không thể leo là được. Con dắt ra Munca ra, nó giết mình. Ờ, thế là cũng thua thôi. Chấp chết, chết. Đã nói là chấp mà, gãi ngứa hả, cho nó vào. Địa ngục, hố đen, chủ. Yêu quá, chết rồi, tiêu. Này, bố láo hả bưởi. Con thanh được rớt ra đi. Này, ra đây, tôi bính mày đi luôn nè, cho mày đi luôn nè. Đi luôn nè, đi luôn nè, nãy 1/3. Thấy chưa, để nó bị phản đam rồi, tức quá. Chết rồi, chiều để hết đam rồi. Nice block. Chiêu gì đây, Aura Spear. Con này cũng không có chiêu xịn luôn. Rồi, búp luôn. Thế nào đã búp luôn á. Double team. Trời ơi, tàn chiêu búp không mọi người à. Giờ là đúng là búp chết rồi. Thôi được rồi, kết liễu thôi. Đủ rồi. Rồi, con xịn ra kìa. Thôi, tạm biệt cái con Bakia này. Ủa, cái mạnh ơi là mạnh luôn. Thấy chưa, biết mà hãy có được con đang lật kèo à. Rồi, mình sẽ chết tay tao. Bàn tay ma quỷ. Rồi, mình có chiêu gì đây? Giật điện nó, con. Giật cái nồi. Không, nó bị quýt chứ. Tay nó mát lên. Ôi, nó quá mạnh rồi. Sức mạnh của rồng thần. Ui, sao hồi máu nữa vậy? Cái gì, hồi đâu mà hồi, quýt lên. Mới thấy quanh hồi 125 máu. Khùng mà nó quýnh nó cộng hẳn lên, nó đếm điếng to, máu nó nhiều á, nè. Ôi con này mạnh quá à, chết rồi, với tí bị lật kè. Sức mạnh của thần là đây chứ đâu. Nè chết nhóc con. Tèo xuống. Lunala không phải đối thủ của ta đâu. Outray Lunala sẽ gãy cánh nè. Nè, Outray quá dữ luôn. Hôm nay mình phục thù nút đánh công các bạn. Và các bạn đừng quên bấm nút like ủng hộ cho mình để cho mình không, ra được nhiều video khác cho mọi người nha. Áp đảo Yeti thắng. Thì áp đảo có đầu. Chẳng qua mình nhường các bạn, nó cho nó gãy cứng đi. Thôi còn bây giờ thì Dragon Breed tạm biệt. Phung điện à. Ôi giáo à, quá lượng có gì xịn dữ vậy. Quá là đơn giản luôn này à. Dám đấu một con ha. Ok mọi người, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Mọi người đừng quên để lại like video của ủng hộ cho mình. Và bữa sau mình sẽ ra video tiếp theo cho mọi người coi. Đừng đưa lúc kia vlog hay là bất cứ thứ gì nha. Bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.